Rồi thầy xin chào tất cả các bạn nha. Rồi thầy chào Quỳnh Anh. Rồi thầy xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đề thi uh, chuyên Anh đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang uh, năm học 2020-2021 các bạn nha. Rồi 2020-2021. Rồi uh, đề thi này các bạn sẽ làm trong 150 phút các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ xem qua đề thi. Ở trong video này chúng ta sẽ làm nửa đề thi các bạn nha. Mai chúng ta 9 giờ 15 chúng ta sẽ làm một nửa đề nữa cho nó hết luôn. Rồi, ở đây đầu tiên các bạn có phần nghe nè các bạn. Rồi, ở đây các bạn có phần nghe nè. Đây, phần nghe nha. Rồi, thì ở phần nghe này các bạn, à, đề kiên giang nói chung và phần nghe nói riêng nè. À, các bạn chỉ nghe ở dạng loại là pet các bạn nha. Pet là B1 các bạn. Rồi, rất là dễ luôn bởi vì bạn có thể quan sát được nè ở trong cái câu hỏi các bạn ví dụ như cách tốt nhất để đi vòng quanh thành phố là rồi taxi metro tàu điện ngầm vân vân rồi thì barcelona là thành phố gì đó vân vân rồi cơ bản rằng ở mức độ pad các bạn nha rồi bạn có cái phần 2 nè rồi phần 3 này thì nó hơi khó hơn chút xíu các bạn ở mức độ fce nha rồi À, bạn có thể quan sát thấy phần uh, nghe bạn chiếm một điểm rưỡi ha rồi vì vậy rằng bạn nào uh, thi tỉnh Kiên Giang rồi uh, nên đầu tư phần nghe các bạn nha Rồi, không những Kiên Giang mà ở các tỉnh các thành khác bạn cần phải học phần nghe để các bạn có thể đạt nhiều điểm uh, cao uh, nhiều đề thi chiếm tới 35% các bạn đặc biệt như ở Hà Nội các bạn rồi đặc biệt ở Hà Nội à, phần nghe với cái phần viết á, là chiếm tới 35 phần mà 35 phần đó mà bạn mà à, không có đầu tư thì bạn làm tối đa hai phần kia chỉ có 6 điểm rưỡi thôi nha rồi chỉ có 6 điểm rưỡi thôi rồi ở Kiên Giang thì phần nghe một điểm rưỡi phần viết một điểm ha rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài các bạn nha rồi thầy chào à, Thái Thủy nha rồi thầy chào Thái Thủy nha, thầy chào Hiền Diệu nha. Rồi thầy chào Cà Rốt nha, rồi thầy chào tất cả các bạn. Rồi thầy chào Thảo Vân Mai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nha. Rồi thầy chào Ngọc Lan. Rồi thầy chào tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm à, câu 16, 17, 18 các bạn. Ba câu này là về dấu nhấn nha. Rồi, dấu nhấn. À, Bình Định thì thầy không có đề Ngọc Lan ơi. Bình Định thì không hiểu sao cái tỉnh đó thầy 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 có có bạn à có bạn lớp của thầy à, à, bình định thầy thầy tìm hoài thầy tìm cách đây mấy tháng luôn rồi á thầy xin bình định nhưng mà chả ai cho bình định hết à, cơ bản là không có đề chuyên anh để thầy giải có thầy giải liền nha bởi vì thầy ưu tiên bình định nè thầy ưu tiên một tỉnh khác là tuyên quang bình định tuyên quang sao khó quá các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp các bạn rồi chúng ta sẽ làm tiếp chúng ta sẽ làm nha rồi ở đây funny bạn nhấn phần một nha rồi happy bạn nhấn phần một luôn Order, bạn nhấn vào một luôn Awake, bạn nhấn vào một luôn rồi à, đây bạn chọn của D rồi Đây là phần ví dụ nhưng mà chúng ta làm luôn các bạn rồi à, Thái Bình thầy cũng à, không có đề nha Rồi nhưng mà Thái Bình năm trước thầy có giải rồi đó nha các bạn tham khảo rồi câu số 16 các bạn à, rồi là đột ngột các bạn rồi đột ngột nha Rồi à, các tỉnh miền Nam thì nhiều đó em À, miền nam thì thầy giải cũng khá nhiều rồi à, cơ bản rằng à, à, không phải đề nào thầy cũng có các bạn nha không phải không có dễ có đề đâu các bạn nhiều bạn à, cho thầy cho thầy xin đề đó nhiều rất nhiều bạn cho thầy xin đề à, nhưng mà chỉ một số đề một số đề cực hiếm luôn ví dụ là cà mau bến tre nè cà mau bến tre rồi à, à, an giang rồi các bạn không, không không dễ có tí nào nha thầy rất là muốn có luôn á thầy xin hỏi không có các bạn rồi a rồi a lot hai những cái những cái này giống nhấn các bạn nhớ học nguyên tắc của thầy nha ví dụ âm ờ không bao giờ nhấn vào nó ha ở đó ở đây chúng ta sẽ không có nói tới nguyên tắc này các bạn rồi attend, rồi đây phần hai bởi vì âm ờ không nhấn vào nó ha rồi ở đây bạn đọc là aspect rồi aspect rồi tóm lại bạn chọn thầy của c rồi thầy của c các bạn rồi câu c nha thầy thấy khá nhiều bạn à, đúng rồi nè rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 17 ha Rồi ở đây có ATE nè Ở đề Kiên Giang cũng không cũng nhẹ nhàng ha Nhẹ nhàng các bạn Thầy đánh giá là nhẹ nhàng Rồi bạn đọc là đá 1, 2, 3 Tính từ đuôi trở trở lên 1, 2, 3 Rồi Innovate Rồi 1, 2, 3 Rồi uh, Còn câu số 17 ha Rồi uh, Thì cái từ khang các bạn rồi các cái từ khang á bạn đọc có thể là khóm khóm ở đây là nhấn phần 1. Còn cái từ correspond các bạn. Rồi. Uh, correspond. Bạn sẽ nhấn cái thầy vần 3. Rồi. Tóm lại bạn chọn câu B. Rồi. Tóm lại bạn chọn câu B nha. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu uh, tiếp theo các bạn. Rồi. Có ít nha. Có ít nha. Rồi. Economic. Rồi. Có sành nè. Resolution. Rồi. Rồi, ở đây phần 3, phần 3. Rồi, hãy là chắc chắn phải có phần 3 luôn. Rồi, câu 18, câu A. Bạn đọc có thể là Interactive nha. Rồi, các tiền tố các bạn. Các tiền tố là in im, -y, y, đó. Nó không làm thay đổi dấu nhấn. Rồi, tóm lại. Active, phần 1. Interactive, phần 3. Rồi, Academy. Rồi, Academy, phần 2. Rồi, tóm lại các bạn chọn thầy của D. Rồi, phần 2 các bạn. Rồi, uh, chúng ta qua phần tiếp theo các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Rồi, à, câu số 19. Rồi, ở đây là phát âm ED các bạn. Ở đây là phát âm ED. À, câu đầu tiên, install d, d, các bạn nha. Rồi, d, d, đọc trong miệng ha. Rồi, câu B. Các bạn thấy nè, GH bạn đọc là plow, là cái cày. Ở đây động từ các bạn là cày ruộng nha. Cày ruộng, đọc là plow. Thì ED này. Uh, G GH bạn không đọc thì bạn phát âm là D ha, cloud. Rồi hai câu này nè, hơi khó xíu nha. Nhớ cho thầy, cái từ cười á bạn đọc là laugh, laugh. Có chữ F các bạn, laugh ha. Rồi laugh. Rồi, tóm lại chữ F bạn đọc là T. Rồi. Còn cái từ grace này, nhớ cho thầy nha. Cái từ grace này, này các bạn. Rồi cái từ grace này nè. Rồi cái từ grace này các bạn. Thì à, bạn sẽ thấy người ta phiên âm như thế này rồi z nè ray z rồi bạn thấy người ta phiên âm là z nha tóm lại tính là z rồi tóm lại tính là z mà tính là z thì chuyện gì xảy ra các bạn rồi tính là z á, thì khi bạn thay vào d bạn sẽ đọc cho thầy là là d tóm lại cái này là d rồi tóm lại bạn chọn của c rồi cái này là t nha còn cái kia là d rồi rồi đúng rồi ngọc lan nha rồi đúng rồi em rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu 20 Rồi 20 à, Câu A Rồi câu A Bạn đọc là lay label nha Rồi lay label là cái nhãn các bạn Ở đây là uh, lay là âm A Rồi parade Rồi parade Rồi diễu hành nè Đây âm A luôn Rồi nominate là âm A luôn rồi climate, rồi climate là, là âm, nha. là nha, âm ờ các bạn. Rồi là âm ờ nha, âm o thì dấu âm e nó nó biết ngược lại các bạn nha Rồi tóm lại bạn chọn câu d nó là âm o climate bạn nào đọc là climate là chật nha. Bạn nào đọc climate là chật lác á. Rồi climate nó làm o. À cái đề này thầy gửi trên bay rồi đó. Gia yeah, yeah, Huyên võ ơi gửi lên bay tải tả giùm thầy đi em mấy cái đề thầy thầy hướng dẫn trên đây là thầy đều tả, gửi trên bay hết á. Em lên bay tải giùm thầy nha. Bởi vì à, thầy để nó cho các bạn các cái bạn tại các em làm xiên kéo xuống nha làm xiên kéo kéo xuống là tải em rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn rồi à, chúng ta sẽ qua tiếp theo đây lexico Grammar. rồi lexico là cấu trúc câu ha rồi Grammar là về ngữ pháp nha có phải tiếng anh là một ngôn ngữ rồi chính thức các bạn ở đây ta làm như chúng ta luôn rồi ngôn ngữ mẹ đẻ rồi à, chúng ta không nói ngôn ngữ mẹ đẻ các bạn ha chúng ta nói là mother thân thì được rồi ở đây có thân nè Living nè Người ta đánh lừa chúng ta thôi các bạn, tóm lại người ta đánh lừa chúng ta thôi. Rồi, câu số 21 các bạn, đừng trả lại quyển sách cho thư viện bởi vì tôi không muốn đọc nó. Câu này nhảm này các bạn. Rồi, đừng trả quyển sách cho thư viện khi tôi đọc nó. Khi tôi đọc nó. Câu này cũng nhảm các bạn nha. Rồi, nhảm ở đây là chúng ta phải cảm nhận ngôn ngữ chút xíu các bạn. Nghe rằng khi tôi đọc, bạn đừng có trả. Rồi, uh, nó không có make sense rồi coi từ từ đi các bạn rồi nhưng tôi đã đọc nó câu này nhảm nè rồi à, bởi vì tôi chưa đọc nó câu b các bạn đây câu b rồi câu b rồi ví dụ như nói rằng đừng có à, đừng có lấy quyển sách à, đừng có lấy quyển sách khi tôi đang đọc và đừng làm phiền tôi khi tôi đang đọc thì được các bạn còn cái câu c này chúng ta nghe có vẻ là make sense nhưng mà thật sự là phân tích kỹ thì lại không có make sense nha rồi rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nha. Rồi, thầy thấy bạn Thanh Trần hình như gửi cái link cho bạn uh, uh, yeah, uh, cho bạn yeah gì đó ha. Rồi, rồi cảm ơn uh, uh, các bạn rất là nhiều ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 22 các bạn. Rồi, câu số 2 đây nha. Rồi, câu số 2 đây các bạn. Rồi, câu số 2 Rồi, bạn thích làm gì trong khi đợi kết quả kỳ thi? Rồi, tóm lại là what would you like các bạn? Rồi, ở đây what would you like thì chúng ta sử dụng to verb. Rồi, câu này không có gì ha. Rồi, câu này không có gì các bạn. Rồi, would you like to verb, would you mind còn verb in. Ở uh, would radar thì à uh, verb one. Rồi. Rồi, câu số uh, 23 các bạn. Sau khi viếng thăm Đà Lạt nhiều lần, họ quyết định để uh, list liệt kê nhà của họ, đặt tên nhà của họ. Rồi, map nhà của họ, place nhà của họ. Rồi, à, tóm lại câu số 23. Rồi, câu số 23 bạn chọn cái chữ gì đây? Rồi bạn chọn cái gì đây? Đây. Rồi, lưu ý thầy nha, các bạn có một cái cái idiom các bạn là man make home. Rồi, man. thầy xem coi, man make chấp đây không? Man make home. Rồi, từ home, đàn bà xây nhà, đàn ông xây tổ ấm các bạn. Bạn nào biết cái cách hình ngữ đó thì dễ làm phần này nha từ từ nha để thầy xem có thể có đó rồi men max à, men max không có luôn rồi tóm lại ở đây các bạn rồi ở đây các bạn chọn của c thầy nha bởi vì cái trừ này thì hôm này các bạn rồi có nghĩa rằng họ quyết định xây tổ ấm ở đây làm nhà ở đây rồi tóm lại là họ quyết định xây tổ ấm ở đây làm nhà ở đây còn họ trang cái từ đe vô nè Uh, làm bạn bối rối và thỉnh thoảng bạn thấy rằng uh, woman, uh, max, uh, man, uh, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tủ ấm các bạn. rồi đàn ông xây nhà, đàn bà xây đóng ha. man, max, uh, house, uh, woman, max, home. để người ta phân biệt cái từ home với từ house một cái là nhà, cái tủ ấm. rồi tóm lại bằng chọn con xe thầy nha. rồi max is their home là làm nó trở thành cái nhà của họ các bạn nó là đà lạt này nè mà người ta bỏ vô ta làm bạn bối rối thôi rồi tóm lại câu 24 thì giáo viên trẻ này thì cái gì đó các bạn à, thiếu chú ý à, thiếu cái sự kiên nhẫn ha khi thời gian trôi qua rồi thiếu sự kiên nhẫn khi thời gian trôi qua thì tóm lại rằng câu số 24 này à, hơi khó một xíu nha khó vì sao các bạn bởi vì người ta thêm cái từ mon mon nè người ta đánh lừa các bạn á người ta thêm cái từ more and more để người ta đánh lừa các bạn thôi. Đây, tóm lại bạn chọn cái động từ nào mà nó sẽ đi với tính từ này. Rồi động từ nào mà sẽ đi với tính từ này các bạn. Rồi, lưu ý thầy nha, bạn không có simin nha. À, bạn sẽ không thấy cái từ simin này người ta dùng tiếp diễn đâu. Bạn nào mà simin, sim thì đi với tính từ hoặc là to be tính từ các bạn, nhưng mà simin ta không có dùng tiếp diễn các bạn. Rồi, người ta không có đang dường như. Bạn chọn chữ khác của thầy đi. Bạn chọn cái động từ nào mà nó cộng tính từ đây nè. Rồi tóm lại câu số 24 bạn chọn cho thầy cái động cái động từ nào đi với tính từ. Rồi ở đây nha. Ví dụ như ở nhà bạn học bạn tra à, bạn tìm bốn chữ ở đây bạn tra từ grow cho thầy nè. Thì ở đây đây nè bạn thấy từ grow người ta ghi chúng ta là become và ở đây ta ví dụ chúng ta là grow tired rồi grow old, grow calm. Rồi. Rồi có nghĩa rằng become tired become, ô come, tóm lại là grow, become, become cộng được tính từ thì nó vẫn cộng được với tính từ rồi, bạn nào chọn câu 24D là chính xác nha ở đây không có chỉ các bạn show này nó không cộng tính từ nếu như chỗ này đó là impatience CE nè, là một danh từ á rồi, thì bạn có thể làm show their pace impatience rồi, tóm lại câu 24 bốn bạn chọn thầy của D rồi, thầy thấy có nhiều bạn à, nhầm hai 24 nha. Rồi câu số 25 các bạn. Thì cái apartment là cái căn hộ mới của chúng tôi. Thì easy reach of the center town. Tóm lại là dễ dàng tới trung tâm thị trấn. Thì ở đây câu số 25 bạn sẽ chọn chữ gì? Rồi. À, câu số 25 các bạn Nó chính là một cái y Một cái collocation Rồi within Rồi thì ở đây người ta sẽ ghi quy định cho các bạn ha. Rồi đây. Rồi chờ xíu nha. Quy định. Rồi đây các bạn. Ở dưới đây ta ghi chúng ta nè. Là quy easy read of. Rồi quy easy read of là bằng not far from. Tóm lại chỗ đây là bằng not nè. À, not far from. Rồi tóm lại nhớ thầy nha. Là within easy read of bằng not far from là không sao từ trung tâm thị trấn. Rồi. Rồi bạn nào chọn cái A đúng nha. thấy khá nhiều bạn A nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 26 các bạn. Rồi đúng rồi Thành Nam nha. Rồi đúng rồi Thành Nam. Rồi 26 các bạn. Trung tâm thị trấn thì dễ dàng từ motorway là cao tốc các bạn. Motorway là đường cao tốc nha. Rồi nó chính cũng là highway đó các bạn. Rồi đường nhìn cho xe hơi. À, rồi thì câu này các bạn. Rồi ở đây các bạn có từ from nè, các bạn có cái từ accountable là chịu trách nhiệm nha. Nó cũng gần giống như là responsible các bạn. Rồi, uh, accountable, uh, for available, affordable là đủ có có khả năng chi trả ha, có sẵn nè, chịu trách nhiệm nè. Tóm lại bạn chọn này có A nha. Rồi, câu này chỉ về nghĩa thôi các bạn. Tóm lại là dễ dàng, tiếp cận cũng giống như là là, là within easy reach of nè. Rồi, tóm lại là là, là câu A. Rồi, 27 các bạn. Anh ấy thích gần như mọi thứ trên TV. Nhưng cái chương trình ưa thích nhất của anh ta là chat. Rồi, chat là tám đó các bạn. Có nghĩa rằng uh, trò chuyện ha, hoặc là tám gẫu ha. Chat, series. Series là nhiều tập, nhiều phần. Shows là show diễn ha. Broadcast là bản mà uh, bạn đang chiếu ha. Rồi, videos. Rồi, ở đây bạn có TV series ha. Hoặc là episode là tập các bạn. Rồi, bạn có... Uh, TV broadcast nè. Rồi, bạn có TV à, broadcast ha. Rồi hoặc là radio, còn videos. À, rồi, tóm lại câu này bạn có chat show ha. câu cái câu này nó không khó lắm. Rồi chúng ta qua nó luôn các bạn. Tóm lại nhớ cho thầy là chat shows. Rồi chat thì đi với show, còn TV thì đi với broadcast, radio thì với broadcast, còn series này có thể là TV hoặc có thể là AB show hoặc là phim. Rồi. Rồi, à, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn, câu số 28 nha. Rồi, thấy khá nhiều bạn làm rất là ổn nha. Bạn Vũ Ngọc nè. Rồi, bạn Mai ha. Rồi, bạn Thành Nam, bạn Ngọc Lan, bạn Khuê nha. Rồi, bạn Công Vinh, bạn Vân Mai. Rồi. Rồi, bạn Thái Thụy nè. Rồi, chúng ta sẽ à, qua tiếp theo. Huyền Diệu, Như Thảo, vân vân Vũ Hoàng nha. Rồi, à, tiếp các bạn. À, những cái nam diễn viên nổi tiếng Thì luôn luôn In the public Rồi, lại gặp một cái Co-location các bạn Rồi, in the public gì đây 28 bạn sẽ chọn chữ gì Rồi, bạn nào ở nhà học ha Cứ tra từ điện này thử đi In the public Cứ thử coi ra không Ồ, oh, may quá các bạn Ở đây là in the public ai Rồi, tóm lại Rồi, tóm lại các bạn ở đây bạn chọn cho thầy câu A. Rồi, có nghĩa rằng uh, được chú ý rất là nhiều nha. Rồi, chú ý rất là nhiều các bạn. Rồi, Rồi uh, chú ý rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 29 các bạn. Rồi, cô ấy uh, cố gắng để mà windsurfing. Rồi, uh, có nghĩa rằng lướt sóng ha. Nhưng cô ấy không take it at all. Rồi, ở đây chính là một cái pre verb mà các bạn đã học ở Destination B2 rồi. Bạn nào còn nhớ không? Bạn nào làm được câu 29 là giỏi nha. Để thầy xem bạn nào làm được câu 29 nha. 29 làm được là giỏi nha. Rồi, bạn nào làm được câu 29 là bạn học rất là chắc Destination B2 nha. Rồi, bạn nào uh, chắc uh, Destination uh, B2 rồi ở đây các bạn bạn sẽ chọn câu gì ở đây ở đây tag up là gì tag up là nhiều nghĩa ha tag up là chọn một cái sở thích rồi uh, để mà hoặc chọn một cái môn thể thao các bạn nghĩa nhất là vậy nha rồi nhiều nhất sử dụng như vậy các bạn tag over có nghĩa rằng bạn mua lại nó hoặc là bạn kiểm soát bạn control nó nha còn tag on là bạn thuê nó nha là bạn thuê người làm. Rồi tóm lại là tech tu các bạn. Rồi tech tu có nghĩa rằng uh, start liking. Rồi uh, start liking. Uh, start, liking. Uh, start to like đi. Rồi bắt đầu để mà yêu quý nó các bạn. Rồi start to like. Tóm lại trong câu số uh, 29 bạn chọn thầy có A. 29 bạn chọn này có A. Bởi vì sao? Uh, 29 có A các bạn nha. 29 có A. Rồi 29 A các bạn. Cô ấy cố gắng win cô ấy thử các bạn, cô ấy thử chơi nước sóng, nhưng cô ấy không có uh, thích nó gì hết. rồi, cô ấy không thích nó gì hết. tóm lại của A hợp nghĩa các bạn. rồi, nghĩa của A nha. rồi, thách uh, up là chiếm. rồi đây, uh, uh, rồi thầy Như Thảo nhìn đây nha. rồi À, như thảo luận với cái từ tag over rồi ở đây đầu tiên là có nghĩa là start nè rồi ở đây là start à, công việc nè hoặc là môn thể thao nè ha à, ngoài ra thì nó còn là thảo luận ha hoặc là làm à, nhỏ quần áo lại các bạn có nghĩa là bóp quần áo lại á có nghĩa rằng chúng ta đem cái quần áo tới bạn take up clothing nè có nghĩa là bạn bóp nó nhỏ lại nha hoặc là bạn fill rồi à, bạn điền vào À, bạn à... rồi ở đây là take up too much room rồi cũng là chiếm ha nhưng mà chiếm nhiều thời gian chiếm nhiều chỗ thôi à, không phải rằng không phải giống take over ha rồi tóm lại chọn này của A rồi rồi 30 các bạn chúng ta qua câu 30 nha rồi tôi thật sự thích cái bức tranh của anh ta nhưng tôi thừa nhận rằng at first gì đó nè rồi at first gì các bạn à, cái màu dường như là hơi sáng các bạn rồi hơi sáng ở đây at first impression look sight view rồi thì rõ ràng rằng bạn có first impression ha rồi nhưng mà ở đây thêm có thêm từ at các bạn rồi có thêm có từ at bạn chọn thầy câu c nha rồi at first sight rồi à, đúng rồi nha rồi thầy thấy bà khoe đúng rồi nè rồi câu số 30 bạn chọn cho thầy câu c nha rồi at first sight bạn hay nghe nói rằng first sight of love Ồ, tình yêu xác đánh đó các bạn vì một cái gì đó trong cái dịch vụ bưu điện ha rồi chúng ta có cái vé máy bay ở cái phút sau cùng có cái vé máy bay ở phút sau cùng rồi vì cái gì các bạn rồi vì một cái break rồi cái sự giải lao rồi uh, trong cái dịch vụ bưu điện không nói vậy các bạn ha một cái sự gián đoạn interruption uh, cái dịch vụ bưu điện một cái sự postponement cái sự trì hoãn một cái delay, trì hoãn. Tóm lại câu số 31 là hơi khó xíu bởi vì ba cái chữ này nè, bạn dịch ra bạn thấy chữ nào nó cũng tương tự hết. Nhưng nhưng rồi. Rồi, nhưng nhưng gì các bạn? Nhưng ở trong câu 31 bạn có cái từ in nè. In này quan trọng các bạn. Chúng ta sẽ xem. Các bạn có thể tra thêm bốn chữ luôn ha. Ở đây các bạn thử tra cái từ delay. Coi có gì đặc biệt không? Thì cái từ delay này Ở đây là danh từ các bạn Danh từ nha Thì ở trong từ điện chúng ta Họ ghi rõ ràng luôn Cho chúng ta nè Ở đây là in nè Họ in đậm luôn các bạn Còn ở đây người ta cũng in đậm chúng ta luôn nè Đi delay in something In doing something Tóm lại là ở delay in doing something Câu số 31 Chọn thầy câu D nha Rồi Câu 31 Bạn chọn cho thầy câu D Rồi rồi, câu số 32 các bạn. Đây, có nhiều người phản đối ở đây sớm hơn. Nhưng bây giờ mọi thứ thì tốt, nó thì on, behind control, over control, in control, under control. Một số bạn sẽ nhầm câu C ha, một số bạn sẽ nhầm câu C. Rồi. Rồi, chọn cho thầy là under control các bạn nha. Ngược với nó là out of control. Rồi, ngược với nó là out of control các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo là câu số 33. Tôi không thể stand, là chịu đựng được các bạn. Rồi, tôi không thể nào mà chịu đựng được. À, thấy những con vật in. In gì đây, các bạn? Nhớ cho thầy là constant là chịu đựng nha Còn verb in, con have cộng in Con bear cộng verb in hoặc to verb nha Rồi, hoặc verb in hoặc to verb Rồi, ở đây reserve là khu bảo tồn, khu dự trữ các bạn Protection, sự bảo vệ nha Packaging, sự đóng gói Ở đây in or uh, captivity là sự giam giữ các bạn Rồi, chữ này là sự giam giữ nha Rồi, chữ này là sự giam giữ các bạn rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Rồi, câu tiếp theo. Thì câu số 34 thay vì throw ném, uh, throw off, throw up, throw in. Rồi, thôi. Chúng ta chọn luôn câu A các bạn. Rồi, chúng ta sẽ throw away. Ném giấy và ly đi. Chúng ta sẽ tái chế được nó nha. Rồi, nó thì tốt hơn cho động vật để mà sống trong, trong hoang dã, trong môi trường. Tự nhiên. Rồi, à, trong động vật hoang dã, trong thiên nhiên. Rồi đây, câu 35 này bạn nào bạn chọn câu nào đây? Rồi, câu 35 này bạn nào làm destination C1 C2 rồi đây. Rồi, câu 35 chọn cái gì đây? Câu 35 không dễ tí nào nha, không dễ tí nào nha. Bởi vì hầu hết bạn sẽ bỏ câu câu C và câu D thầy nghĩ rằng hầu hết các bạn sẽ bỏ đi câu c và câu d bởi vì câu c là thú hoang dã các bạn còn câu d là in the nature là trong tự nhiên nghe có vẻ đúng nhưng mà nó dễ sai rồi wild wildlife là đời sống hoang dã ha rồi động vật hoang dã rồi ở đây các bạn chúng ta xem nha các bạn xem cho thầy ở đây các bạn có cái từ in the ờ, đây wide. Đây bạn thấy nè. Ở trong bài người ta ghi chúng ta cái cụm từ là in the wide chính là in natural conditions. Rồi, independent of humans là độc lập khỏi con người trong tình trạng tự nhiên. Tóm lại bạn chọn thầy câu A. Lưu ý với thầy nha. À, nó khó chỗ là bạn sẽ thấy chữ nào cũng nghĩa y chang, chữ nào cũng hợp nghĩa hết. Nếu gì xem tiếng Việt chữ nào hợp nghĩa hết nhưng chúng ta đang học tiếng Anh, chúng ta cần tuân theo cái cách sử dụng từ của người nước ngoài nha. Hoặc là của tiếng Anh các bạn. Rồi tóm lại câu 35. Bạn chọn cho thầy là câu A. Bạn nào chọn A thì chuẩn nha. Rồi 35, à chúng ta sẽ chọn A các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Rồi. Rồi, câu tiếp theo các bạn là phần sửa lỗi sai. Rồi chúng ta sẽ xong phần sửa lỗi sai. Rồi, phần sửa lỗi sai các bạn nha. Rồi làm nhanh cùng với thầy. Rồi. Rồi, lễ hội quốc tế của Louisiana Ở trong bài này chỉ có 5 lỗi các bạn nha. 5 mistakes, chỉ có 5 mistakes thôi. Rồi. Rồi, người ở thành phố Rafayate. Rồi. À, cái khu vực này rất là thích nha. Rồi, thích thì ở đây. À, lỗi sai đầu tiên là bỏ sd người ta đã ví dụ chúng ta là các bạn thích cái lễ hội văn hóa thú vị này các bạn mỗi năm rồi họ họ được tổ chức lễ hội bạn thấy khúc này rồi bạn thấy khúc này rồi 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 bạn thấy uh, khúc này uh, nha rồi đây rồi, bạn thấy khúc này. Rồi, à, ở trong câu số 2 này các bạn, bạn sẽ chọn cái thầy cái từ pin này nha. Rồi, bạn sẽ chọn cái thầy cái từ pin này. Rồi, à, bạn bỏ cái từ pin này đi, bởi vì à, bị động là sai các bạn nha. Từ đây này các bạn, là người nè, họ đã tổ chức lễ hội này. Ở cuối tháng 4 từ năm này rồi bỏ chiếc pin đi cho thầy rồi bỏ pin nha rồi rồi hầu hết người ta biết các bạn biết chúng nè rồi chúng là cái gì các bạn chúng là lễ hội rồi ở đây bạn biến thầy ít các bạn rồi chúng ta hay gặp cái dạng này bởi vì chỉ có một lễ hội thôi à, chúng ta đang nói tới một lễ hội các bạn bằng cái tên tiếng pháp của nó nha là lễ hội quốc tế này bởi vì cái lễ hội này tổ chức rồi thì ở đây bạn thấy nè lễ hội là một lễ hội mà celebrate người ta để số nhiều chỗ đây bạn sẽ thêm s cho thầy nha rồi chúng ta sẽ biến thành số x các bạn rồi chúng ta sẽ uh, biến thành số x nha rồi rồi bởi vì cái lễ hội này tổ chức ấy không bị động các bạn nha rồi celebrate lễ hội này tổ chức uh, thể hiện cái nền văn hóa lịch sử của cái người mà nói tiếng pháp ở khu vực uh, louisiana miền tây nam thì những nhà tổ chức mời những nhạc sĩ từ pháp rồi vùng caribe châu phi và uh, rồi và biểu diễn người mỹ uh, biểu diễn những cái uh, concert cái buổi hòa nhạc ngoài trời À, tất cả cái nơi này rồi tất cả cái nơi này à, người ta cũng à, set up ha cài đặt những cái quầy bán đồ ăn và nhà và nghệ thuật nè tiểu thủ công à, trên thành phố từ cái buổi này rồi rồi à, bây giờ chúng ta sẽ xem à, cái lỗi tiếp theo các bạn rồi cái lỗi tiếp theo thì ở đây à người này mời Ngạc sĩ từ pháp này 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 và cái này rồi chỗ này các bạn để biểu diễn nha rồi tu bờ form với thầy bởi vì nó chỉ mục đích các bạn rồi chỉ mục đích nha rồi tu bờ form rồi rồi tu bờ form các bạn nha bởi vì mời 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 để biểu diễn người ta cũng cài đặt những cái gian hàng bán thức ăn bán nghệ thuật bán craft tiểu thủ công tất cả trên thành phố từ từ cái buổi lễ hội này. Ở đây bạn sẽ sửa cho thành thành during các bạn nha. Rồi, lưu với thầy. À, trong cái câu này các bạn, đầu tiên là trong cái phần này nè, câu này người ta không có sử dụng thì hiện tại hoàn thành, bạn không có dùng thì since. Thứ hai, từ since các bạn, khi mà người ta cho các bạn từ since, bạn nghĩ tới cái từ during cho thầy nha. Rồi, nghĩ tới cái từ during cho thầy. Ở đây chính là ring là trong khi các bạn trong suốt cái lễ hội này rồi rồi một hai ba bốn năm rồi đúng năm lỗi các bạn rồi chúng ta đã xong năm lỗi nha rồi à, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn rồi chúng ta sẽ qua phần quật phong và chúng ta sẽ kết thúc mai chín giờ mười chúng ta sẽ giải tiếp các bạn nha rồi đây các bạn rồi chúng ta sẽ qua phần rồi, chúng ta sẽ qua phần những cái, uh, những cái tiết mục đó em, cái celebration này ta nè, là những cái tiết mục này, rồi uh, celebration những cái tiết mục này ha, rồi uh, không phải là những cái sự tổ chức này, rồi những sự chức này cũng được, những tiết mục này cũng được, kéo dài cả tuần này, rồi, rồi mang số nhiều không sai ha, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Rồi ở đây là juice extractor Rồi à, có nghĩa rằng nói về máy ép trái cây Rồi máy ép trái cây các bạn Rồi máy ép trái cây Lưu ý thầy là cái từ during và cái từ since khác nhau các bạn nha Ở trên đó, bài trên á During là giới từ Since có thể là tính từ à, Có thể là trạng từ Giới từ hoặc liên từ Từ since nó đa năng hơn Lưu ý thầy Từ since nó đa năng hơn rồi đây à, máy sấy máy ấp, máy 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 ép trái cây sử dụ, à, hướng dẫn người sử dụng nha đọc cái sách hướng dẫn này rồi chỗ này các bạn sẽ cần một cái gì đây chỗ này bạn sẽ cần một cái trạng từ vì sao các bạn bởi vì nó bổ nghĩa cho cái từ read nha rồi ở đây bạn sẽ sử dụng cho thầy là thờ ruli thờ r ru u -g -h rồi đọc cái sách hướng dẫn này một cách sâu sắc. Rồi có nghĩa rằng một cách trọn vẹn, một cách cẩn thận trước khi sử dụng lần đầu tiên. Thậm chí nếu bạn thì quen với sản phẩm này thì cái gì đó này các bạn, cái sự phòng ngừa. Rồi, sự phòng ngừa. Rồi, chúng ta có safety precaution các bạn. Đây chính là một cái compound nào. Rồi, các bạn chọn thầy cái từ safety nha. Rồi, một cái compound nào là sự phòng ngừa uh, an toàn. Rồi. Rồi cái hướng dẫn an toàn được đính kèm here in. Nhớ thầy nha, here in nó bằng với nó bằng với in this product các bạn. Có nghĩa rằng here in this product ha. Rồi, có thể giảm được cái rủi ro cháy điện giật nè, điện giật những và những vết thương khi mà bạn ở địa ở này có nghĩa rằng bạn tuân thủ theo ở uh, có nghĩa rằng bạn bị dính vào các bạn ở uh, có nghĩa là bạn dính chặt vô có nghĩa là bạn phải tuân thủ theo cái manual này rồi nghĩa là vậy nha thì để giảm cái rủi ro cháy ủa à rồi à, đúng rồi à, điện giật các bạn hoặc là serious injury rồi ở đây bạn sẽ chọn cho thầy một cái tính từ rồi bạn có cái từ personal. Personal. À person, personal. Rồi personalization. Ở đây các bạn sẽ chọn cho thầy là personal các bạn nha. Rồi, ở đây là personal injury là những cái vết thương rồi những cái vết thương à, gây cho à, cá nhân. Rồi. Thì luôn luôn đảm bảo cái sản phẩm này thì gì đó từ các bạn, từ ổ cắm điện ha. Rồi từ ổ cắm điện trước khi mà bạn à, trước khi mà bạn relocating nè, bạn đảo lộn cái vị trí của nó, bạn cài đặt. Rồi bạn tháo nó ra hoặc là làm sạch nó. Rồi tóm lại ý của bài các bạn, đảm bảo rằng sản phẩm này rút được, rút ra khỏi. Ở đây bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái V3 nha. Và V3 này mang ý nghĩa là à, mang ý nghĩa là bị động các bạn. Rồi, ở đây bạn sử dụng cho thầy là unplug nha. Rồi, unplug chữ G thêm double thầy. Rồi, đảm bảo sản phẩm này được tháo ra khỏi nguồn điện nha. Rồi, trước khi làm những việc này. Rồi, hãy giữ sản phẩm này tránh xa tầm tay trẻ em và động vật. Close. Cái gì đó được thì cần thiết. Rồi, số 44 rõ ràng là một danh từ. Bạn có supervision, supervisor. Rồi, ở đây là supervision các bạn rồi super có nghĩa rằng à, có nghĩa rằng sự giám sát nha rồi sự giám sát à, gần gũi là xem xét cẩn thận các bạn cần thiết khi mà thiết bị này được sử dụng gần trẻ em đừng có để sản phẩm này gì đó trong khi à, trong khi nó đang sử dụng rồi chúng ta hay gặp cái câu dạng này các bạn ở đây là clip nè rồi clip something v3 ở đây có chữ ở tan cứ điền in ở tan đi vô là đúng các bạn in ở tan là có nghĩa rằng đừng có để sản phẩm này không được quan sát không được chú ý nha thầy thấy khá nhiều bạn làm đúng nha rồi thầy thấy cái phần này nó không khó lắm thầy đi nhanh cho các bạn luôn rồi luôn luôn tháo cái sản in plus nè là tháo nguồn điện các bạn cái sản phẩm này từ cái ổ cắm điện khi nó không được sử dụng đừng có sử dụng cái attachment rồi, attachment là những cái phụ kiện kèm các bạn. Ở, ở ở đây. Rồi, là những cái dính dính vào nè, là những cái lưỡi dao hay là cái gì đó các bạn. Đừng có sử dụng những cái phụ kiện không được recommend hoặc là bán. Bởi, rồi, ở đây là product manufacturer. Con này không có ha. Manufacturer. Rồi, bởi nhà sản xuất. Rồi, khó thêm S các bạn nha. Bởi vì uh, nó không mang nghĩa rất nhiều. Số nhiều. Rồi, handle là xử lý cái lưỡi dao với sự quan tâm. Ý là cẩn thận các bạn. Khi chúng thì sharp. Rồi, à quên bởi vì ha. Rồi, bởi vì ở đây là tính từ nè. Sharp là tính từ. Thì đây là trạng từ. Rồi, các bạn sẽ sử dụng thay từ extremely. Cực kỳ sharp. Rồi, cực kỳ bán nha. Rồi, rồi câu tiếp theo các bạn. Đừng có cấm nè hoặc là không cấm điện cái sản phẩm này vào trong ổ cấm mà tay bạn bị ướt rồi dễ bị giật ha đừng có remove là loại bỏ cái học chứa pop là học chứa xác uh, các bạn bạn bỏ trái cây vô bạn ép thì nó sẽ có cái xác rồi cái học chứa xác gọi là gọi là cái cái cặn các bạn khi thiết bị này in in gì các bạn rồi đang vận hành rồi bạn không có ô oh. Operation Rồi Operation các bạn Cái thiết bị này được nhắm tới sử dụng ở trong nhà Indoor trong nhà Hộ gia đình duy nhất Rồi chỉ sử dụng trong nhà cho hộ gia đình Nó thì không có gì đó cho mục đích công nghiệp hoặc thương mại Rồi rồi, ở đây bạn sử dụng cái thầy thì nó thì không phù hợp ha. Rồi, suitable. Rồi, không phù hợp mục đích thương mại các bạn à, Mục đích thương mại hoặc là mục đích công nghiệp Có nghĩa rằng công nghiệp xài rất nhiều các bạn Công nghiệp bạn thấy là một ngày ta xài mấy chục tiếng luôn Quanh một ngày ta xài à, à, Mười mấy tiếng, ý là vậy không có xài như vậy Rồi, đừng có vận hành thiết bị này Hơn 40 giây Ở thời điểm mà à, Cái việc mà Trút à, si à, Cái việc mà vắt nước ép nè Rồi, à, heavy load các bạn Rồi có nghĩa rằng khi mà ở đây các bạn nhớ thấy cái từ heavy này nha rồi có nghĩa rằng bạn vắt nó nặng các bạn rồi low rồi bạn vắt nước ép rất là nặng và để nó cool down là làm lạnh xuống rồi à, để nó cool down làm lạnh xuống à, sau đó rồi ở đây cool down rồi là động từ chúng ta cần một cái tính từ à, một cái trạng từ để phục vệ bổ nghĩa nó ha các bạn có cái từ sufficient ly phù hợp các bạn để nó làm nguội phù hợp. Ở đây là heavy lows là vận hành lâu các bạn. Rồi. Rồi. À, không có hơn 40 giây, say 30 giây thôi, tắt rồi làm tiếp. Rồi tắt rồi làm tiếp, ý là vậy các bạn. Rồi. Rồi, à, thầy thấy khá nhiều bạn làm tốt nha. Rồi, khá nhiều bạn làm tốt luôn. Thầy à, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, đặc biệt là các bạn làm phát biểu rầm rầm như là bạn Theros Việt nè. À, bạn Ngọc, bạn Công Vinh, bạn Cao Có, bạn Nguyễn Minh Hiền nha. Rồi, bạn Như Thảo nè. Bạn Charles việt, bạn Thanh Trần ha. Rồi, phần này bạn nào có câu nào không hiểu thì hỏi thầy nha. Rồi, à, cảm ơn bạn Khuê Phạm nè ha. Rồi, bạn Như Thảo à, và rất nhiều bạn khác ha. Rồi, thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn vào 9h15 ngày mai. Rồi, hẹn bạn 9h15 ngày mai nha. Rồi. Rồi, xin chào, tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi, thầy xin chào tạm biệt tất cả các bạn ha. Rồi, thầy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi, bye bye tất cả các bạn. Rồi, thầy cảm ơn Hà Tuấn nha, Việt Hà Tuấn. Rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Rồi, bye bye tất cả các bạn ha. Rồi. Thầy off đây, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. À, good night các bạn nha. Rồi, good night các bạn. Rồi, good night. Rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Bye bye Ngọc, bye bye Kỳ Duyên, bye bye Ngọc Lan nha. Rồi, bye Ngọc Mai, bye Thanh Trần, bye Lê Bình Trí nha. Rồi, bye bye Theros Việt ha. Rồi. Rồi thầy óp đây